Tại miền Trung, ghi nhận trong nhiều ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2023, ở quốc lộ 19, nối hai tỉnh Bình Định và Gia Lai. Đây là cung đường được ví như cửa ngõ biển gần nhất của Tây Nguyên, nhưng lại là cung đường ám ảnh, hung hiểm nhất của cánh tài xế. Ngược theo tuyến quốc lộ 19, chúng tôi lên cung đường nguy hiểm nhất tuyến, đoạn qua huyện Tây Sơn, Bình Định, vượt đèo An Khê lên phía tỉnh Gia Lai. Cung đường với khung cảnh thi công ngổn ngang, chắp vá, mối nguy tai nạn luôn rình rập. Vượt lên đèo An Khê, mặt đường đang được mở phá để thi công, khiến nhiều mảng núi đá cao bị khoét thịt thành từng mảng. Trong khoảng 15 km, nhiều đồi núi đã bị đào khoét lởm chởm. Những tảng đá lớn chực chờ sạt đổ xuống quốc lộ khi mưa lũ. Đi là bị xe 16 chỗ nó chèn vô xít vào cái lan can kia. Nên cố mà giảm tốc độ lại mình đi. Còn các đoạn qua xã Tây Thuận, Tây Giang, huyện Tây Sơn, mặt đường cũng đang thi công nhưng theo kiểu già báo, nhiều điểm nghẽn, eo cổ cò với hiện trường bừa bộn, đang gây ra nhiều bức xúc cho người dân ven đường. Trước mắt là tình trạng chính mất an toàn, mưa thì nước cháy vào nhà, thì bà con ở đây mong cho chính quyền địa phương giải quyết. Thứ nhất là mấy người già và trẻ em là đi học thì khó khăn, còn người già thì không đi lại được. Cỡ cả mình thôi chứ đừng nói chi người già, mình ngủ cũng yên, nó đổ đất thì chân quên. Chạy thì nó xe nó dòng, ngủ thì không yên giấc. Mà thứ hai nữa là bên đêm là nó công tứ, là bụi. Từ đêm tới sáng là quét không biết bao nhiêu lần. Bụi bạn thì muốn chết luôn, không biết làm sao thật rồi trường này. Bước ra là cũng sợ mà trời mưa thì nó đầy ở chỗ đây. Cũng không biết làm sao, không dám ra ngoài đường luôn, cứ ở trong nhà mới ra đường đi. Chê cổ ô màu thì cô phải ra ô ở xe ngủ ở xe có gì. Thì nó đỡ bụi hơn, táo ngủ ưng trước nạn đêm tới sáng là ra coi như đắp đồ là nó dính đầy ngự, nó sốt, nó ngứa, chịu không được. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 19 Bình Định Gia Lai 150 km với tổng vốn trên 155 triệu đô la Mỹ. Tiếp tục ghi nhận dọc quốc lộ 19, các đoạn từ thị xã An Nhơn lên thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, mặt đường đang xuống cấp, làn đường hẹp với nhiều điểm đường đấu nối khu dân cư, khu công nghiệp nên phải gồng gánh lượng phương tiện lớn. Trong đó, nhiều tập đoàn xe tải chở cát, đất, đá, găm gỗ cũng ngày ngày ồ ạt cày nát tuyến đường, gây cảnh quá tải, bát nháo lưu thông. Tuyến quốc lộ 19 mà đoạn mở rộng do ban quản lý dự án 2 làm đại diện chủ đầu tư, thì văn phòng cũng như là khu thường xuyên kiểm tra. Và trên tuyến thì trong quá trình thi công thì có một số nó cũng chưa được đảm bảo. Văn phòng cũng đã có cái văn bản số 509 ngày 10 tháng 8 là đã yêu cầu cái ban quản lý dự án 2 kiểm tra và khắc phục các tồn tại trên tuyến. Và ngày 11 tháng 8 thì khu cũng có cái văn bản số 1770 gửi cho ban quản lý dự án 2 là nghiêm khắc là chỉ đạo các cái nhà thầu mà thi công mở rộng tuyến quốc lộ 19 khắc phục các cái hư hỏng mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông và coi như là rào chắn dân dòi các cái đoạn phạm vi mà đào mở rộng các cái cua trên đèo An Khê. Chúng tôi cũng đã phối hợp với ban an toàn giao thông tỉnh, công an giao thông tỉnh và sở giao thông và các cái ban ngành của liên quan thì có đi kiểm tra trên trực tiếp trên các cái tuyến quốc lộ. Đối với những cái đoạn mà từ 50 lên tới 60 thì cơ bản họ đã lên nền cấp phối đá dâm và thảm được cái lớp bê tông nhựa, thì những đoạn tuyến này cũng cơ bản đã đảm bảo. Còn đoạn từ 60 lên 67 là khu vực đèo An Khê thì đã cũng cơ bản họ có cái biện pháp để mà đảm bảo giao thông. Đơn vị cũng thường xuyên nhắc nhở về cái công tác coi như đảm bảo an toàn giao thông về ban đêm, đặc biệt là các loại đèn chiếu sáng, đèn xây và các loại biển báo để cảnh báo các phương tiện tham gia trên cái đoạn tuyến đèo. Những năm qua, cánh tài xế Bắc Nam khi nhắc đến quốc lộ 1A qua Bình Định, Phú Yên đều rất ám ảnh bởi ổ gà, ổ voi và các bất cập trong việc sửa chữa chắp vá hai mùa mưa nắng, nhất là tại đoạn qua tỉnh Phú Yên. Mùa mưa lũ năm 2022 gần như nát bươm toàn tuyến. Phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận công tác sửa chữa trên quốc lộ 1A tại thị xã Sông Cầu và huyện Tuy An
vẫn đang triển khai rầm rộ. Nhiều điểm đường được cắt ra dài nhiều km để xử lý, đổ lại bê tông và thảm nhựa. Riêng đường qua các xã Xuân Cảnh, Xuân Phương, Xuân Yên, thị xã Sông Cầu đang được cắt vá sửa chữa đồng loạt. Tuy nhiên, quá trình sửa chữa đường do quy mô lớn nên thường xuyên gây ách tắc giao thông. Mặt đường đào cắt lên với biển hiệu, cọc sắt, dây, rào chắn ngổn ngang, thường xuyên đổ ngã. Ở một số điểm đường chưa kịp sửa chữa thì bị nứt nẻ xuống cấp nghiêm trọng. Một số nơi mặt đường đã được vá chằn, vá đập rất phản cảm. Nhiều mảnh vá chưa lâu đã phát sinh hư hỏng lại. Công tác chắp vá quốc lộ 1A kéo dài vào huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên khiến cả cung đường này gần như liên tục có điểm ách tắc. Một số điểm đường khác dù đã được cắt vá nhưng không khớp nối liền mạch với mặt đường cũ, tạo thành các điểm gồ ghề, lồi lõm thành những bẫy tử thần. Trong ngày 25 tháng 9, theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, tại tỉnh Bình Định mới chỉ vào đầu mùa mưa, nhưng nhiều đoạn đường qua quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát, Phù Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, phát sinh hư hỏng, ổ gà, ổ trâu. Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, nhiều bất cập, mất an toàn trong thi công giữa mưa. Cụ thể, tại quốc lộ 1A, tuyến tránh qua thị xã An Nhơn đang được thi công kéo dài nhiều km với nhiều bất cập. Tại đây, hai làn đường được mở phá thi công dở dang, lại gặp mưa kèm theo phương tiện lưu thông qua lại nhiều, khiến mặt đường hầm hố, nát bươm, rất nguy hiểm. Cứ vài phút trôi qua, dòng xe tải, xe khách, xe máy thô sơ rồng rắn ì ạch qua điểm đường này. Nhiều xe máy lưu thông liên tục gặp đầy ổ gà, ổ voi. Tương tự, ghi nhận dọc tuyến quốc lộ 1A qua địa phận các xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, mặt đường đang xuống cấp nghiêm trọng. Địa bàn tỉnh Bình Định sắp bước vào mùa mưa lũ, mà với tình trạng tuyến quốc lộ 1A xuống cấp, chưa có giải pháp khắc phục dứt điểm, thì nguy cơ phát sinh hư hỏng nghiêm trọng trong thời điểm mưa lớn, chẳng khác nào quốc lộ 1A Phú Yên mùa mưa năm 2022. Trong thời gian qua thì cái tình trạng mặt đường trên tuyến quốc lộ 1A là thường xuyên hư hỏng, và nhất là trong mùa mưa, để đảm bảo an toàn thì chúng tôi đã tổ chức khảo sát toàn tuyến để thống kê lên danh sách những vị trí mà có tình trạng mặt đường hư hỏng để kiến nghị ngành chức năng khắc phục. Đồng thời thì chúng tôi cũng đã bố trí lực lượng thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát để nhắc nhở các phương tiện cũng như là cảnh báo khi tình trạng mặt đường hư hỏng như thế. Tại quốc lộ 80, đây là tuyến nối các tỉnh phía Tây khu vực đồng bằng sông Cửu Long có tổng chiều dài 215 km, chạy qua Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Kiên Giang. Tuyến quốc lộ này ví như đường làng bởi dù là quốc lộ mà lại quá hẹp, trung bình chỉ khoảng 11 mét với hai làn xe ô tô. Suốt đoạn quốc lộ 80, từ Rạch Giá đi Hà Tiên dài 97 km, nhiều mặt đường loang lỗ, bong tróc gây cản trở phương tiện lưu thông. Ghi nhận tại đoạn Ba Hòn Hà Tiên, hàng ngày có nhiều xe tải nặng, nhất là xe tải vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng lưu thông, khiến đường càng hư hỏng nghiêm trọng hơn. Cứ vào mùa mưa là quốc lộ 80 lại xuống cấp. Sau mùa mưa, ngành giao thông tỉnh Kiên Giang lại cho dặm vá ổ gà, ổ voi, rồi lại chờ tới mùa mưa năm sau tiếp tục chắp vá. Bây giờ đường xá qua mùa mưa thì nó cũng bởi tình hình vậy đó, chạy tới chơi lương cũng chậm, nhằm khi nó cũng kia đó cũng phải có biện pháp sao chứ, để cho mùa này học sinh nó vô học rồi, nhằm khi nó né ổ nước thì kia gây ra tai nạn thì đâu biết ai này kia đổ trách nhiệm ai đâu. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang, hiện tỉnh đã có tờ trình chính phủ xin chủ trương xây dựng mới cao tốc Rạch Giá Hà Tiên với tổng kinh phí 25.000 tỷ đồng. Tuyến quốc lộ 80 đoạn Rạch Sỏi, Lộ Tẻ cũng đã có cao tốc đang chờ nâng cấp. Còn các đoạn thuộc An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long cũng đã hoặc sắp có cao tốc thay thế, chỉ phải chờ ít năm nữa. Thời gian tới, nhằm tăng cường tạo ra những chuyển biến tích cực về tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn toàn quốc, cần thiết việc tổ chức những chiến dịch ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát các phương tiện. Qua thống kê theo dõi thì chúng tôi nhận thấy là
đấy, tình hình tai nạn giao thông tuy là có giảm thế nhưng mà diễn biến hết sức là phức tạp và vẫn còn xảy ra rất là nhiều những vụ tai nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Và trong đó thống kê chúng tôi cho thấy là khoảng từ 30-40% với tổng số vụ tai nạn giao thông thì xuất phát từ các cái phương tiện kinh doanh vận tải. Những cái nguyên nhân mà dẫn đến tai nạn giao thông thì xuất phát từ cái vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về ma túy, vi phạm về quá tốc độ, về cơi nới thành thùng xe chở quá tải quá khổ. Chính vì vậy thì Bộ Công an cũng có cái kế hoạch để kiểm soát các cái phương tiện kinh doanh vận tải, trong đó tập trung vào xe khách và xe vận tải bằng container. Qua 15 ngày kiểm tra xử lý thì toàn quốc đã phát hiện tới gần 50 cái trường hợp người lái xe khách, xe container vi phạm về nồng độ cồn và 13 cái trường hợp vi phạm về ma túy, có nguy cơ là tiềm ẩn dẫn đến cái tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng bất cứ lúc nào.